thông cảm, chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình hơn. Ngoại hình như thế nào? 1m55 đổ lên, cũng dễ thương chứ. Làm sao để có được nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Cái đó để mà nó mãnh liệt thì hai con tim cứ cùng rung. Các thường xin chào mọi người, chúng ta đã đến với nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa quý vị nhé. Và các cặp đôi thì đã ngồi vào vị trí của mình rồi nhưng mà còn thiếu bạn nữ. Bây giờ thì Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái của ngày hôm nay vào nha. Bước tới vài bước nữa thôi. Rồi, vào ghế ạ. Rồi, mời hai anh chị hãy tháo mặt nạ mình ra nha. Bây giờ Cát Tường mời hai bạn bắt đầu chia sẻ với nhau. Trước tiên là giới thiệu về bản thân của mình trước. Mời anh ạ. Em tên là Hoàng Linh. Hôm nay 46 tuổi. Quê em thì ở gốc là ngoài Thái Bình. Thế là anh đang làm công việc gì? Đang làm công việc kinh doanh tự do. Xe cộ, nói chung cái gì cũng chạy hợp đồng hoặc là chạy cái gì mà chở khách còn này nọ. Nhà mình được mấy xe? 5 xe. 5 xe? Là một xe riêng của em là chạy ở trên chợ đầu mối là 7 chỗ. 7 chỗ là anh chạy luôn? À, vừa cho thuê xe rồi vừa chạy luôn. Thế còn chị, xin mời chị giới thiệu. Em tên là Tăng Nguyễn Huyền Trinh, 46 tuổi. Dạ. Em đang làm nhân viên văn phòng, ở sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình lên Sài Gòn lâu chưa? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm, vậy là cả hai đều đã lập nghiệp ở trong này mấy chục năm rồi ha. Chị nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì chị? Điểm mạnh của mình đó là mình thích nấu ăn nè. Dạ. Yêu cái cuộc sống gia đình, rất quan tâm đến người khác. Cái khuyết điểm thì cũng hơi nhút nhát. Rồi cái thứ hai nữa là mình khi mà đi ra một cái đám đông mà thì mình cái mặt thì rất là nghiêm nên khó có tạo một cái thiện cảm với những cái người xung quanh. Đã mình biết khuyết điểm mình vậy thì mình cố gắng mình hạn chế lại cái đó ha. Cái điểm mạnh, điểm yếu của anh? Những cái điểm mạnh là như là ví dụ như là siêng năng, công việc thì quyết tâm, sửa chữa 3 cái đồ trong nhà rồi là làm được hết. Làm được điện nước cái này nọ rồi. Thế còn điểm yếu của mình? Điểm yếu là hơi nóng tính chút xíu, nhút nhát. Nhút nhát, em thấy hơi nhút nhát đó. Cái tình duyên của anh là như thế nào ạ? Hồi xưa là nghe gia đình nói là tị xỉu dậu gì hạp nhau đó. Tam hạp? Dạ đó, thì rồi hoặc là bắt đầu nghe nói là tuổi tị, bắt đầu mới quen. Nhưng mà hóa ra là không phải tuổi tị mà tuổi khác. Thì được 2 năm sau thì cô ấy mang con về nhà. Thì sau đợi 1 năm đó, là 3 tuổi thì mới ra tòa. Thì là lúc đó là mình giành quyền nuôi con. Sau đó là tòa án thành phố là cho nuôi. Yeah. Thế mình chia tay được bao lâu rồi chị? Chia tay được cũng gần 5 năm rồi. 5 năm rồi. Mình có gặp nhau không? Có hay gặp nhau không? Từ đó giờ cô ấy không có lên luôn. Không lên luôn? Dạ, 5 năm thăm, không thăm con không luôn? Không thăm con. Có phải do anh hơi phong thủy hay là hơi mê tín dị đoan hay là co tuổi tác rồi cuối cùng mới là không hợp không? Không có. Cái chuyện cũng bình thường thôi, cũng không có gì. Nhưng mà không biết sao vì những cái chuyện rất đơn giản mà cũng chia tay. Bây giờ thì có tìm tuổi nữa không? Có họ tìm người hợp tuổi nữa không? Không. Bằng tuổi là có hợp với nhau không? Thì nếu bằng tuổi mà hợp thì được chứ đâu có sao. Thế anh nghĩ nguyên nhân tại sao mình chia tay? Nguyên nhân đó đến bây giờ cũng không biết một cái lý do gì đó mà chia tay. Sao không biết được? Chứ mình đổ vỡ mình phải biết cái lý do, mình phải tìm hiểu để như thì mà sau này mình còn rút kinh nghiệm cho cái cuộc hôn nhân sau chứ. Cái lý do thì thấy rất đơn giản, ví dụ những chị có nói qua nói về thôi. Đó. Chứ cũng không có gì là nặng. Bây giờ anh nóng tính quá. Không, cũng nói một vài câu rồi, ví dụ nóng xong rồi thôi. Bé trai hay bé gái? Bé gái. Bé gái. Coi như hiện giờ bé là đang sống với anh. Thế cuộc sống mà gọi là nuôi con một mình thì đối với anh gặp những cái khó khăn gì? Thì cũng có khó khăn nhưng bây giờ hiện tại vẫn nhờ bà nội. Thế còn chị thì cái tình duyên của chị là như thế nào? Mình có gia đình năm 2001, 2003 mình ly thân, 2006 thì ly hôn. Con mình là con trai hay con gái? Con trai, 17 tuổi, sống với mình. 17 tuổi rồi? Wow, nguyên nhân tại sao mình gãy đổ? Cái nguyên nhân lớn nhất và chủ yếu đó là ngoại tình. Anh ấy ngoại tình? Đúng rồi. Anh không có cái trách nhiệm với gia đình về trong cái vấn đề tài chính. Dạ. Yeah. Rất là ỷ lại vào bố mẹ. Rồi nó dẫn đến nhiều cái chuyện khác nữa. Rồi nó lại liên quan tới tệ nạn xã hội nữa. Lúc đó anh có dành nuôi con gì không? Không. Thế bây giờ anh đã có cái tình duyên mới chưa? Có vợ và có 2 con rồi. Như vậy là chia tay cũng cần 10 năm? 13 năm. Thế sao 13 năm qua chị vẫn chưa có bước thêm bước nữa? Tại vì mình thương con. Sao chị không tâm sự với con trai? Không, con trai thì rất ủng hộ. Bởi vì bây giờ nó lớn rồi, nó có một cái suy nghĩ riêng rồi. Dạ. Con đã lớn rồi thì
nó cũng khuyến khích mẹ tham gia chương trình. Con trai lớn trưởng thành rồi chắc chắn là sẽ thương mẹ ha, sẽ lo cho mẹ. Quan trọng là mẹ tìm được người như thế nào. Khi mà nghe hoàn cảnh của chị cũng gãy đổ giống như mình thì anh có cảm xúc như thế nào? Con của bên mình thì nó còn nhỏ, 8 tuổi. 8 tuổi nhưng mà con bé gái thì nó cũng rất là nhiều cảm xúc. Có khi nào con tâm cha con nói chuyện với nhau về cái chuyện ba sẽ bước thêm bước nữa chưa? Thì cũng có nhiều khi bà nội hỏi thì thấy nó cũng đồng ý thôi. Đồng ý. Cũng là một cái dấu hiệu mừng. Thật sự khi chúng ta đã bị gãy đổ và có con riêng nữa đó thì mình nên chuẩn bị tâm lý cho con của mình trước, để khi mà vào một cái hôn nhân mới thì đứa bé nó không bị hụt hẫng. Tại bao giờ nó cũng sẽ có một cái cảm giác là mình bị chia sẻ cái tình cảm. Vậy thì hãy cho bé biết rằng là khi mà mình có thêm một người bạn đời thì bé sẽ được thêm một người yêu thương nữa, chứ không phải là bị mất mát một cái điều gì ha. Chúng ta không ai muốn hôn nhân của chúng ta gãy đổ hết. Thế anh mong muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Thông cảm, chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình thôi. Ngoại hình như thế nào? 1m55 đổ lên, nhìn cũng dễ thương chút. Chị có hình gì không? Chị cho em xem. Đây, chị kiếm ảnh đi. Còn chị thì nhìn tìm chị đi nha. Chị mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào hả chị? Sống có trách nhiệm với gia đình, không có gia trưởng, bớt nóng tính lại. Dạ. Nãy giờ nghe chia sẻ thì thấy anh này cũng rất là ok. Có điều là có hơi nóng tính thì mình phải là khắc phục cái điều đó ha. Sao anh tìm ra chưa anh? Tại sao anh chọn cô đó? Cô đó ở trên là cô nào? Ủa phải không? Anh nhìn kỹ lại coi. Trời ơi, chắc chọn lầm hai cái cô ở lần sau kìa. Cô có dẫn bạn cô đi kìa. Đâu? Cô nào? Cô đeo mắt kiến. Rồi dưới này là cô nào? Rồi anh gầm nó đi, chắc lát anh bị phạt rồi đó. Rồi chị đoán ra không chị? Dễ quá mà. Rồi tại ba anh kia già quá phải không? Có anh đó trẻ nhất phải không chị? Xin mời quý vị hãy xem phần nhìn hình đoán mặt. Hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim này sẽ được mở ra. Và xem coi sự lựa chọn của mình đúng hay sai nha. Chào. Dạ sao ạ? Anh thấy anh trúng hay trật? Trật. Chị ấy thì đã rất đoán rất là chính xác. Phải phạt chứ. Bây giờ anh hãy đứng lên để cho cô ấy có thể nhìn được cái body của anh. Giúp cho anh vé đi chị. Hát và anh sẽ nhảy để cho chị nhìn cái body của anh. Biểu tay cho chị đi anh. Nắng len qua hàng cây, bước chân vui đùa là lời đàn bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Nhảy vậy đó hả? Vậy đó, nhảy rồi đó hả? Dạ dạ. Trời ơi, bởi tao nói không có vợ chăm sóc, bèo nhèo dễ sợ luôn vậy hả? Rồi bận quần áo không có ủi luôn hả? Đâu có vợ ủi, đâu biết ủi đồ không? Là tự giặt là lấy ra mặc vậy thôi hả? Máy xong là lấy ra. Trời ơi, thương ghê không? Thiệt rất là thiệt thà, rất là chất phát. Ở đây, 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 anh. Rồi gá lăn lên chút, qua trái tim. Có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Có một cái món quà tặng cho em. Dạ, cảm ơn em. Bây giờ thì tôi muốn dành cho hai anh chị một cái không gian riêng để mình có thể trò chuyện với nhau một chút xíu ha. Kính thưa quý vị, đến với nhà hàng Banana Leaf Sài Gòn Restaurant thì chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn rất là ngon theo phong cách Ấn Độ nè. Ở đây có những đầu bếp từ Ấn Độ sang nha, có những món ăn truyền thống Ấn Độ rất đặc biệt. Ngoài ra về những món Á thì ở đây phục vụ những khách lẻ nè, những khách đoàn đến từ Mã Lai, Singapore, Philippines. Và ngày hôm nay thì để tiếp đón anh chị, chương trình đã tổ chức cho các anh chị ha thưởng thức một món ăn của nhà hàng, đó là hủ tiếu xào Mã Lai quý vị nha. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa thì Cát Tường sẽ quay lại. Chúc hai anh chị ngon miệng. Cảm ơn Cát Tường. Ừ, em dùng. Dạ, mời anh. Hiện tại anh đang ở đâu? Anh đang ở Bình Chánh. Rồi, bây giờ anh làm việc ở đâu? Ở nhà luôn. Anh làm việc ở nhà, dạ. Có chung với lại với ông anh rồi đó. Là làm bên xe. Trước đây thì anh cũng có bán cà phê. Hồi mà hồi trước là anh ở ngay chỗ Bình Triệu á. Dạ. Cái giải tỏa rồi anh mới lên trên quận 7. Dạ. Nói chung là thích làm tự do, cũng không thích gò bó ai. Như vậy thì thời gian của anh rất là chủ động đúng không? Ví dụ anh chủ động, nhưng ví dụ như làm nghề xe này đó thì cũng chủ động. Như công việc của anh á, thì nó chủ động về thời gian. Dạ. Nhưng mà ví dụ như nhiều khi, ví dụ chẳng hạn như mình quay nhau, ví dụ muốn đi đâu thì em báo trước. Dạ. Đó thì là ví dụ để mình biết, ví dụ mình lỡ mình biết thì mình có thể mình điều chỉnh. Thì công việc của em là em làm giờ hành chánh. Đó là nhà của mình luôn? Dạ không, ở đó là nhà của em thuê. Là hai mẹ con. Dạ. Công việc em thì cũng chỉ rảnh buổi tối này nhiều đúng không? Dạ, chủ yếu là rảnh buổi tối với cuối tuần.
À đấy, cái công việc thì nó cũng bận, nhiều khi 5-6 giờ mình mới về. Dạ, có những cái giây muộn hơn. Công việc mà. Dạ. Anh điểm chủ động hơn chút, nhưng mà nói chung là nó cũng có lúc là mình sớm, nhiều khi kẹt xe dạ, rồi. Dạ, hiểu đó, đó. Công việc này. Và nãy giờ mà anh chia sẻ đó thì em thấy cái tính cách vậy thì em có thấy có được không? Em thấy thì rất là ok. À. Em cũng vậy, vì em nói là hồi trước em nói là em cũng hơi nóng tính nè. Bây giờ mình là đã từng trải rồi, mình đã qua có cô hôn nhân, có con cái rồi. Thế thì anh chị nghĩ rằng để mà tiến tới tìm hiểu mà tiến tới hôn nhân đó thì anh chị có đặt nặng về vấn đề sinh lý không? Cuộc sống vợ chồng thì cái chuyện đó là bình thường. Cái đó thì cũng là một trong thành phần là mình cũng tìm hiểu sơ thôi. Sơ là sao anh? Tìm hiểu kỹ. Sinh lý là một là có hay là không? Thế tìm hiểu sơ là tìm hiểu như thế nào? Có. Anh còn sức khỏe ok không? Dạ, được. Ok. Chị mong muốn, chị khao khát nhất điều gì trong một cái mối quan hệ vợ chồng? À, đó là cái tình yêu thương. Tình yêu thương. Nếu cặp đôi này mà đến với nhau, anh chị có định sinh thêm con không? Anh trả lời trước. Xong suy nghĩ của anh. Muốn. Chị? Không. 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 Thường thì phụ nữ sẽ không. Anh biết lý do tại sao ta nói không không? Sợ là mình lớn tuổi quá. Dạ. Nếu không thì anh có vấn đề gì không? Không sao. Thôi hãy tập vì trung. Mình cũng đã có con rồi. Thế nếu mà hai người kết hợp được thì một trai một gái là đã ok rồi. Rồi đúng chứ rồi. Ví dụ đứa con chung là để gắn liền hai người thôi. Tại thực sự có gắn liền không gắn liền gì ăn thua, hai anh chị yêu thương nhau hay không mà có con rồi vẫn ly dị thôi. Đúng, dạ, đúng rồi. Không? Cho đúng nên rồi. Bây giờ mình đến với nhau ở cái tuổi 46 rồi. Sanh nở chi nữa. Phải chi mà một trong hai mà chưa có con á thì mình phải cố. Ha? Em thì em nghĩ như vậy. À. Đúng là mình có suy nghĩ giống như các từ. Dạ, em nghĩ như vậy. Đôi lúc em cũng muốn thêm con nữa. Nhưng mà chỉ trừ trường hợp là rủi như em lấy một cái bạn trai mà người đó chưa có con thì mình phải cố gắng. Chứ nếu không thì thiệt thòi cho người ta. Mình có mà mình không cho người ta có. Còn nếu mà em đã lấy được một người mà người đó đã có con riêng rồi thì em nghĩ là không cần sinh thêm nữa đâu. À, bây giờ để giúp vui cho hai anh chị ha, Tường cho anh chị vài cái câu hỏi trắc nghiệm để mình hỏi nhau, để cho mình cảm thấy hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi, mời chị đọc lớn lên ạ. Hãy nói 3 điểm mà bạn ấn tượng về đối phương. Anh hãy nói 3 điểm nào mà anh ấn tượng về chị từ nãy giờ. À, 3 điểm mà ấn tượng về đối phương là thứ nhất là nhìn là ngoại hình là thấy ok. Ngoại hình. Dạ. Quan điểm mà về tình yêu là cũng giống. Cái thứ ba. Cái thứ ba là thấy cũng vui vẻ. Vui vẻ. Quan trọng chính là cái chắn, vui vẻ. Cái quan điểm là cũng quan trọng ha. Dạ. Còn cái nhìn cái ngoại hình mà anh thấy ok là cũng là tốt rồi. Đó là những dấu hiệu rất là khả quan. Phần còn lại là ở anh có chinh phục được cô ấy hay không nha. Theo bạn làm thế nào để có được nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Thì hôn thôi. Thì hôn thôi. Thì hôn thôi chứ mà hôn là hôn bình thường, nó nhạt nhẽo lắm. Làm sao để có được nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Cái đó để mà nó mãnh liệt đó, thì hai con tim phải cùng rung động. Dạ. Yeah. Và thật sự để mà hai con tim cùng rung động, nó nói nghe thì rất dễ. Nhưng mà thật sự cũng rất khó. À, em sẽ gửi gắm một cái lời gửi gắm của hai người bạn của chị ngồi ngoài kia. Bằng mọi giá hãy bấm nút. À, em chỉ nói nguyên văn thôi. Nhưng mà đối với các Tường thì các Tường nghĩ rằng là thật sự rung động chúng ta mới bấm nút. Em thấy chị là một người rất là nhạy cảm. Có thể là trong cuộc sống chị cũng đã trải qua nhiều cái chuyện nó không vui. Cho nên là chị rất là dễ xúc động. Và thật sự nếu như anh cảm nhận được điều đó, em nói thiệt nha, em nói anh đừng buồn ha. Nếu mà nói về tất cả mọi thứ, về cái nhìn bên ngoài, em thấy là em đang lo lắng là chị không chọn anh á, vì anh có vẻ không được trau chuốt, chị rất là trau chuốt về bên ngoài. Em sợ là không có hợp với cái gu của chị. Nhưng cái mà em cảm nhận được ở anh là một cái sự bản lĩnh, một cái sự chân thành. Em hy vọng anh phát huy được cái điều đó để có thể cho chị cảm thấy anh là một cái bờ vai, một cái con người mà chị có thể tin tưởng và dựa dẫm vào được. Đó là những cái gì mà Cát Tường cảm nhận được. Thế thì bây giờ anh, em cho anh một cơ hội. Anh có muốn nói điều gì với cổ trước khi chúng ta đưa ra quyết định? Người bạn gái này là chín chắn, rất là về có hình thức rất là tốt. Mình đây thì con trai, công việc đôi lúc cũng không có để ý đến cái hình thức lắm. Trừ khi nào đi ăn tiệc, ăn cưới thì áo quần về thành thớm thôi. Còn ví dụ bình thường thì cứ nghĩ là bình thường. Đó thì nói chung là vì độc thân mà. À, thì tôi ví dụ qua cái chương trình này thì nếu mà ví dụ mình cảm thấy hợp thì mình cho nhau một cái cơ hội. Để bản thân trong lòng anh hiện tại? Trong lòng hiện tại là mình muốn là quen với lại bạn. Muốn có quyết liệt không?
quyết liệt. Anh có tự tin sẽ lo được cho mẹ con cổ không? Tự tin. Hồi nãy cổ hát cho anh nhảy, bây giờ anh có thể hát tặng cổ một bài không? Dạ được. Rồi, mời anh. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một không gian nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Rất là dễ thương, tôi không biết là chị cảm nhận như thế nào. Mình đó thì cái môi trường làm việc, cái yêu cầu công việc thì nó tạo nên cái tính cách, cái bề ngoài mình phải chăm sóc và trau chuốt. Vì mình cũng muốn là cái người bạn của mình cũng vậy. Có thể là trước đây thì nó như thế nào thì mình cũng quan tâm lắm, nhưng mà bắt đầu có một người bạn thì cũng phải chú ý hơn để cho nó có một chút tương xứng. Mặc dù cái bề ngoài nó không quan trọng lắm, nhưng mà nó cũng... Điều này chị có thể hỗ trợ được cho ảnh nếu như chị cảm nhận được con người của ảnh. Tại vì em nghĩ nếu mà thật sự chúng ta rung động với nhau, cảm thấy là đối phương có thể hòa hợp, bởi vì cái bản chất mới là quan trọng. Bản chất khó thay đổi lắm chị. Còn hình thức bên ngoài chúng ta có thể thay đổi, về tóc tai, về quần áo hay về mọi thứ. Mình là phụ nữ, mình có thể, em xin lỗi, em có thể dùng từ là mình sẽ chỉ đạo được cái người đàn ông của mình. Mình có thể sắp xếp được cho anh ấy theo ý của mình. Và với những người mà khá là hiền lành, khá là rụt rè như vậy thì mình sẽ dễ hơn trong cái việc là mình có thể kiểm soát được ảnh. Đó cũng là một cái tốt. Nếu mình tìm thấy một người mà hào nhoáng quá, họ trau chuốt quá, họ chỉnh chu quá, đôi lúc mình cũng phải nên dè chừng ha. Thôi, Tường chỉ nói nhiêu đó thôi. Còn quan trọng còn lại là cái suy nghĩ và quyết định của anh chị. Bây giờ thì mời anh chị sẽ đặt tay vào cái nút bấm này nhé. Sau 3 tiếng đếm, nếu như các anh chị đồng ý và cảm thấy rằng đối phương có thể là một nửa của mình thì mình nhấn nút thật mạnh. Nếu chúng ta cảm thấy là chúng ta không có cảm xúc thì chúng ta hãy bỏ tay ra. Xin mời anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian, rất là nhanh lẹ. Tường hồi hộp lắm quý vị ạ. Rất hồi hộp. Tường có cảm nhận anh chị này phù hợp với nhau đến 80% á. Nhưng mà vẫn có một cái gì đó lo lo, bởi vì những người gãy đổ rồi người ta sẽ rất là khó mở lòng ra. Nhưng mà rất may là hôm nay anh chị này đã cho nhau cái cơ hội. Anh chị thấy nãy giờ khi mà Tường đưa ra cái những nhận xét về anh chị á, có điều gì làm anh chị buồn không? Em hơi chê anh, thì anh có buồn không, em không? Bây giờ anh một mình thì phải dạ, không, em phải nói hết để cho, tại vì em luôn đứng về phụ nữ. Đúng em rồi. Nói hết để cho chị ấy có thể nhìn thấy. Mà khi em đã nói ra những cái điều chưa được của anh mà chị vẫn chọn anh, có nghĩa là chị thật sự mong muốn tìm một cái người để mà có thể cho chị một cái điểm tựa. Và em hy vọng rằng là anh sẽ làm được. Đừng có phụ lòng em nhé. Và nãy giờ em cũng đưa anh lên hơi cao về bản chất, cho nên em mong muốn là anh sẽ làm được cái điều đó. Đừng làm cho người phụ nữ bên cạnh mình phải đau khổ anh nha. Hai chị nắm tay nhau đi nè. Hãy tặng nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay gặp các Tường và gặp chương trình. Thôi xin phép nè. Xin phép chị ấy chứ. Dễ thương quá à. Mỗi lần mà mai mối những cặp đôi lớn như thế này hoặc là đã gãy đổ như thế này, Tường áp lực lắm quý vị ạ. Bởi vì cần phải nói gì, mình phải cân nhắc cho kỹ để có thể giúp đỡ được cho họ có thể đến được với nhau. Xin thay mặt chương trình chúc cho anh chị sẽ có một cái cuộc sống vui vẻ hơn, tốt hơn. Những cái chuyện gì buồn trong quá khứ mình hãy cho qua hết, và bắt đầu từ ngày hôm nay cố gắng hay nắm chặt tay nhau. Có tin vui thì hãy báo cho các Tường cũng như là chương trình được biết anh chị nha. Tài xế mà đẹp trai quá. Láng lẫy quá ha. Yeah. Cảm ơn em, tại vì xe chạy ngang đó mà, bởi vì mình rớt xuống đó. Xe đẹp. Cái nghề tài xế bây giờ nó cũng phổ thông rồi. Chung là từng Bình Định vô thành phố rồi đi quay trở ra cũng có gì đâu. Sạch. Sạch. Trời ơi, nhìn mà biết sạch luôn hả? Chung bị biêu qua lại thấy bóng rồi. Bóng này rồi đậu vô là trời té luôn á. Cái sự mà phong độ đẹp trai trên thang điểm 10 thì em chấm ảnh mấy? Dạ em chấm khoảng 8 hoặc 9. Trời ơi em rộng tay quá. Các Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng Son Eureka, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong không gian rất quen thuộc của nhà hàng Hoàng Yến. Hoàng Yến Buffet là nơi quy tụ các món ăn khắp các vùng miền từ Bắc chí Nam, với thực đơn phong phú hơn 60 món ăn trưa và hơn 70 món ăn tối tự chọn. Nhà hàng mang đến cho thực khách những cảm nhận mới mẻ về các món ăn quen thuộc được chế biến theo đúng khẩu vị vùng miền. Và đồng thời, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp
tác phong phục vụ lịch sự, ân cần, đem đến cho thực khách trải nghiệm hài lòng khi ghé nơi đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hẹn ăn trưa và cặp đôi hôm nay như thế nào. Quý vị hãy chờ một chút xíu nha. Dạ, chào anh ạ. Anh đợi Tường chút xíu nha, Tường sẽ đưa chị gái vào. Rồi, ghế phía trước rồi, bên trái. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Dạ, chào anh Tường. À, mời anh giới thiệu trước về thông tin cá nhân của anh ạ. Chào chương trình, chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Mình tên là Huỳnh Thái Xanh, quê quán ở Bình Định. Dạ. Nghề nghiệp mình là lái xe, năm nay mình 45 tuổi. Là sinh năm bao nhiêu anh? Năm 1975. Hiện tại ở Bình Định luôn? Đang ở Bình Định. Anh làm lái xe là lái xe gì anh? Mình chạy xe khách từ Bình Định đến thành phố Hồ Chí Minh. Và bao lâu thì đi một chuyến như vậy? 2 ngày 1 chuyến. 2 ngày đi 1 chuyến, mấy tiếng anh? 12 tiếng. Cứ một ngày chạy một ngày mình nghỉ, ngày chạy ngày nghỉ. Ngày chạy ngày nghỉ. Còn em thì mình ở đâu? Dạ em chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên đó. Em tên Thùy Trang và em sinh năm 82. Em làm tóc ở Đồng Nai. Hiện tại là Đồng Nai khúc nào em? Dạ ở ngay vòng xoay Tam Hiệp ạ. Bây giờ trước tiên là về khoảng cách địa lý rồi về công việc. Em làm tóc thì là cũng mình tự do đúng không? Dạ. Thời gian mình cũng sắp xếp được. Làm dạ. Ngày này lâu chưa? Dạ em làm từ thời con gái rồi chị. Hồi xưa em biết chị không? Chị cũng làm ở Biên Hòa, chị cũng có tiệm tóc ở Biên Hòa. Thế chị cũng mở tiệm ở chỗ Cầu Gành á. Dạ. Hay lên Tam Hiệp chơi. Bây giờ địa lý khoảng cách nó xa như vậy rồi, đặc thù công việc của anh như vậy thì anh có ngại gì không? Mà anh đi xe có chạy ngang đó không? Nói chung ngày nào cũng đi qua lại. Ngày nào cũng qua lại, qua lại thôi chứ không có cơ hội dừng lại. Chưa có cơ hội dừng lại, dừng lại chứ qua là khó thôi. Dạ, thế bây giờ anh nghĩ nếu mà hẹn hò với cái mối lương duyên này thì anh định như thế nào? Không có gì khó khăn cả. Không có gì khó khăn? Xếp xếp theo công việc hay là tạo điều kiện nơi nào đó làm ăn được. Dạ. Không có gì hết. Thế là điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của mình thì sống cũng hồ bác hòa đồng cho dễ. Hơi con cái chứ là hơi nóng tính một xíu. Rồi tài xế lái xe mà hơi nóng tính sao được, phải rất đầm tính mới được. Nhưng mà mình làm cho hoạt động thì với khách quan thì mình không bao giờ. Anh là lái chính luôn hay là sao? Lái chính. Là mình đi về đi xa phải có phụ lái chứ hả? Không, thì có hai tài. Có hai tài. Đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu là dễ tin người, hay khóc, nói thẳng lắm, nói thật. Chị hỏi thiệt là bây giờ thấy cái hoàn cảnh và công việc của bạn trai nó cũng hơi xa mà công việc thì có vẻ cũng hơi bận rộn như vậy thì em có suy nghĩ gì không? Để coi sắp xếp thời gian của ảnh coi như thế nào. Nói chung là điều kiện thì đi xe nhưng mà mình chạy ban đêm, còn ban ngày thì cũng có một ngày ở Sài Gòn là một ngày ở Bình Định. Thời gian nếu mà sắp xếp bạn gái ta rảnh thì mình cũng đến thêm. Trời ơi, anh đi vậy rồi sức khỏe đâu, anh chạy xe ban ngày ở Sài Gòn anh phải ngủ nghỉ chứ, chẳng lẽ ban ngày Sài Gòn anh chạy xuống dưới Tam Hiệp? Tối đó mình chạy mình cũng vẫn ngủ được 4 tiếng rồi. Thôi thì nếu mà có tình động lực tình yêu thì cố gắng ha, rồi từ từ sắp xếp thương lượng chứ giờ cũng chị cũng đâu biết nói như thế nào. Anh chạy công việc được 10 mấy năm là một công việc rất là ổn định rồi. Nhưng nói chung là công việc thì mình cũng ổn định, nhưng nếu mà đến với nhau thì bạn gái có chịu về Bình Định ở không? Dạ để coi ấy, chưa tính. Chưa dễ hỏi câu đó khó trả lời quá à. Phải có coi. Lời à? Dạ phải coi coi tình yêu nó đủ lớn hay không, phải nhìn mặt coi có cảm xúc hay không nữa đúng không ạ? À? Rồi về tình trường thì sao? Ngồi tình trường thì mình đã ly hôn lấy vợ một lần. Dạ. Rồi ly hôn đây 4 năm rồi. Anh có mấy cháu ạ? Chưa có cháu nào. Hồi đó nói chung là bà xã mình về một năm sau thì cũng có con nhưng mà bị hư thai á, bị trục trặc không sinh được nữa. Dạ, nhưng mà lấy nhau được mấy năm ạ? Gần 16-17 năm rồi. Thế tại sao được tới 16-17 năm mà chia tay ạ? Thì nói chung là mình nghĩ là duyên nợ chắc nó còn hết. Mình không thế có con. Phải vì không có con được nữa không? Đúng rồi, thì nói chung là đúng cái chuyện đó. Rồi, thế còn em thì sao ạ? Em có một bé trai. Em với ông xã em cũng đã không sống với nhau, cũng đã ly dị được 2 năm nay rồi. Tại giờ bé thì đang ở với em thì cuộc sống hai mẹ con nương tựa với nhau cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng không có hợp, lại con nó còn nhỏ quá, lại cuộc sống hai mẹ con cũng còn đang để mà lo cho cháu ăn học. Giờ mình ở được bao lâu ạ? Dạ được 7 năm ạ. Rồi lý do sao chia tay? Vợ chồng không có lắng nghe, rồi những cái mà bất đồng quan điểm. Rồi bây giờ là chị với anh còn liên lạc với nhau không? Dạ bé thì đi học, thỉnh thoảng đi xuống để thăm bé. Ở gần đó không chị? Thành phố Biên Hòa khoảng 10 cây á. Rồi bây giờ anh đã có gia đình mới chưa? Dạ chưa. Hiện tại là anh đang sống với ai? Đang sống ở với mẹ. Nói chung mẹ cũng già rồi, cũng có lập bạch, không có làm gì được nhiều. Thì mình hai mẹ con cứ hủ hỉ với nhau vậy mà. Nói chung mình cũng đi luôn ngoài đường, ít về nhà lắm. Rồi em hiểu hoàn cảnh hai của mình cũng tương đối là giống nhau như vậy ha. Anh muốn tìm một người như thế nào ạ? Muốn tìm một người mẫu gì gia đình, biết thương yêu gia đình, sống thuận hòa giữa cha mẹ, kính trên nhường dưới. Dạ. Về ngoại hình anh có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì mẫu hình giống như cái tương là đủ rồi. Trời ơi, giống em là đủ rồi, giống em là kiếm không ra đâu anh. Khi mà nghe hoàn cảnh của bạn gái bên này
thì cũng có một con riêng đang sống như vậy, thì anh có suy nghĩ gì, anh có ngại không? Không, không có gì phải ngại. Em nghe nói tài xế này có nhiều bồ lắm, có đúng vậy không? Cũng tùy theo người thôi, chứ đâu phải ai cũng nhiều bồ hết. Đôi khi không có duyên là sao có được. Thế còn mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Vui vẻ, biết hòa đồng, trên dưới biết gia đình hai bên. Dễ à, cũng không có gì gọi là cầu kỳ. Có ngoại hình có yêu cầu tiêu chuẩn gì không? Cao, thấp, mập, ốm hay là có những yêu cầu không có thích gì ở người bạn trai nào không? Cao cũng vừa thôi, cũng đừng có mập quá, đừng có ốm quá. Tóc ở trên nó cũng hơi có chứ đừng có ít quá. Rồi đây em kiếm thử coi có anh nào vừa mắt hay không. Chị nhìn vậy chị còn chưa tìm thấy đó, cho anh chọn 5 cô tiên đó, anh chọn đi. Chị cứ thường chọn giùm em đi. Không, em chọn không có được, của anh tự chọn đi. Anh này, ủa tại sao chọn anh đó, có lý do gì không? Em chỉ đoán như vậy. Anh đoán dựa trên cái cơ sở nào? Cái gì, giọng nói? Em nghĩ cũng tầm tầm với lại chững chững giọng nói vậy thôi. Dạ. Chờ kết quả sổ số. Mình nghĩ là áo xanh. Áo xanh. Rồi, bây giờ xin mời hai anh chị chúng ta sẽ nhìn qua cánh cửa trái tim này để xem là cái sự phỏng đoán của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. Dạ, anh chị trao đổi với nhau đi ạ. Chứ em cũng không biết phải cô áo xanh nữa không vậy. Em phải cô áo xanh không em? Dạ, em áo xanh đúng rồi. Xanh hả? Dạ. Không có gì. Chúc mừng anh. Anh là áo cam rồi. Anh là áo cam đúng không ạ? Áo đỏ, đỏ đô ạ. Đúng rồi. Dạ. Mình sai rồi ha. Sai chắc bị phạt quá à. Anh nhìn anh gọn quá. Anh gọn quá hả? Dạ. Ờ, trong cái hình này có vẻ hơi có bụng chút xíu đúng không? Dạ. Hồi đó cách đây 2 năm thì mình cỡ ký đó. À. Nhưng mà hôm nay mình phải giữa ký lại. Dạ. Tặng quà đi anh. Tặng qua đây luôn. Lần đầu tiên gặp em không có gì. Anh có bờ hoa tặng em. Em cảm ơn anh nhiều. Vậy là đây là cuốn sách mà con thấy em có ý nghĩa tặng em. Dạ. Em cảm ơn món quà của anh. Em cũng lần đầu tiên có món quà nhỏ bé để tặng cho anh. Cảm ơn em. Có suy nghĩ như thế nào, cảm xúc như thế nào? Thấy bạn gái bên kia còn xinh. Có đủ động lực để mình kết nối chưa? Hơi chút rung động. Có nhận xét gì về anh này không? No. Tài xế mà đẹp trai quá. Oh, láng lẫy quá ha. Dạ. Cảm ơn em, bữa nay lần cái lần đầu tiên em khen. À, nhiều khi tao bữa nay tao tới hẹn hò, tao mới dậy, dạ. Đúng không? Hẹn hò mấy mặc đồ đi thế vậy thôi, chứ còn bình thường không có nhìn như vậy đâu. Dạ. Thôi mai mốt cứ mình có bạn gái mình phải luôn luôn phát huy như vậy đi. À, bây giờ Tường sẽ để dành cho anh chị một không gian riêng để hai anh chị có thể tìm hiểu nhau một chút xíu. Rồi Tường sẽ quay trở lại ha. Bây giờ mời hai anh chị thưởng thức. Wow, rất là nhiều món ha. Bánh khọt, bánh tôm Tây Hồ, bánh xèo và bánh ngọt với trái cây nữa. Bánh xèo vàng giòn đi cùng với các loại rau. Và bánh khọt thì có nhân cúc dừa, rất là béo ha. Bánh tôm Tây Hồ thì giòn rụm cùng với những cái nước chấm chua ngọt rất là hấp dẫn. Mời anh chị cùng thưởng thức và trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Mời anh chị tự nhiên. Dạ, anh mời em dùng. Dạ, em mời anh. Em lần đầu tiên gặp mà em thấy anh là sao? Thấy anh như thế nào? Cũng trẻ. Trẻ hả? Dạ. Em sinh năm 82 à? Dạ. À, anh sanh nhà anh đông anh chị em không anh? Nhà mình có 6 anh chị em. Dạ, anh là... Mình là thứ 6. À, anh là thứ 6. Hai đứa em gái. Anh ở ngoài Bình Định đó, anh ở khúc nào vậy anh? Ở Phù Cát, Bình Định. Dạ. Mời em dùng... Em có ra Bình Định lần nào chưa? Em có ra một lần rồi. Em đi hàng mặt tử ở chỗ với lại cửa lò. Cửa lò là ở... Bạn em ở ngoài đó. Cửa lò là Nghệ An hả? Không, ở ngoài Bình Định luôn á anh. Ờ, đúng rồi. Dạ. Có những dịp nào đó thì nếu mà được thì anh sẽ mời em ra Bình Định thêm quan những chỗ nơi khác nữa. Rồi anh vô đây rồi khoảng một ngày, rồi qua ngày sau rồi anh lại ra ngoài chạy xe ngược ra ngoài đó nữa. Ví dụ như sáng 4 giờ, cỡ 4-5 giờ thì anh tới bến xe. Dạ, 4-5 giờ sáng. Ờ, chiều là 4 giờ anh ra lại. Dạ. Em ví dụ nếu như anh vào đây anh sống, anh lập nghiệp, có suy nghĩ như thế nào? Công việc làm ăn thì giờ mình còn trẻ hơn tuổi, còn làm ăn được. Dạ. Nếu mà công việc tạo điều kiện ở bên nào làm ăn cảm thấy phù hợp. Dạ, vậy anh có thể vào đây lập nghiệp được. Ừ. Ra ngoài đó làm ăn tạo được gì, anh tạo điều kiện cho em làm ăn hay là mở tiệm làm tóc gì đó. Em làm được, em có lấy bình thường để sống không? Dạ. Bây giờ còn ở mình mẹ thì anh làm luôn, ở mẹ ở chung với anh luôn. Dạ. Mẹ nên anh đây cũng 75 tuổi rồi. Nè anh ở nhà nội trợ. Ờ, điều kiện thì đó thì cũng không có gì khó khăn lắm. Em ở cái đó thì em ở đang ở với ai? Hai mẹ con em ở thôi. Ở nhà riêng hả? Dạ, ở đó em muốn mặt bằng ở tầng nhà của mẹ em. Nếu mà có điều kiện quen nhau thì ở đây thì anh, nhưng mà anh xin đi xe vào đây thì nói chung là ra ngoài đó thì nếu tôi sẽ sắp lịch
thì anh sẽ ra được. Tại một kiểu mình gặp nhau thì nếu mà thời gian em rảnh. Anh có gặp là chỉ có đi xe rồi vô trong đây gặp em thôi đúng không ạ? Thì nếu mà có nhân dịp nào đó hay là nọ thì anh đi vô này ở lại thì cũng chơi hay là công việc gì đó cũng bình thường. Anh làm như vậy thì có sắp xếp thời gian giống như là ngày nghỉ của mình một tháng có một ngày, hai ngày hay là xuống ca hay như thế nào không? Nói chung là công ty đây là công ty tư nhân cho nên mình sắp xếp, mình báo trước người ta là mình nghỉ được hết. Người ta sắp xếp tài chạy được hết, không sao hết. Dạ, anh có hỏi về em đúng không? Và gì đó cũng được rồi, có nhân dịp nào thì mình nói trao đổi thêm hơn nữa, nhiều hơn. Nếu mà trong đi ra lại qua vòng xoay chưa? À, ngay chỗ vòng xoay á, là từ ở chỗ em ở là đi ra vòng xoay khoảng 2 phút là tới. Nãy giờ ra ngoài suy nghĩ hoài luôn, có anh chị hẹn hò sao nè, nãy giờ mình có thống nhất được một cái ngày hẹn nào, buổi hẹn nào chưa anh? Thời gian hẹn là rất ok, không có gì. Anh hẹn sao đâu, anh thiết lập buổi hẹn em nghe thử coi nó có hấp dẫn không nè. Thì mình nếu mà mình đã được hẹn hò với nhau rồi, quen đã tìm hiểu với nhau thì bạn gái ok, giờ đánh nào thì mình có ở trong này thì mình đi thôi, không sao. À, là anh sẽ từ thành phố anh chạy xuống dưới Tam Hiệp. Đúng rồi, tại vì xe mà chạy ngang đó mà, có gì mình rớt xuống ở đó không được, không sao. Trời ơi, xe chạy ngang đó gì đó. Mình dừng tới đó thôi, không có gì. Nãy giờ anh chị có bàn gì về hôn nhân, về gia đình, quan điểm về gia đình chưa? Thế như anh là anh chưa có con. Chắc là anh vẫn mong muốn có một đứa con đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì nếu mà được với nhau thì mình cũng muốn có một đứa con để cho nó xây dựng hạnh phúc. Thế còn em thì nghĩ sao về chuyện sinh thêm con nữa? Em cũng vẫn có cái quan điểm là muốn sanh một bé nữa. À. Em có một cái ý nhỏ em hỏi. Ừ, em hỏi đi. Nếu anh chạy xe như thế này mà anh có cái suy nghĩ là anh phải đổi công việc khác hoặc là làm cái nào đó nó ổn định, tự vì theo như tài xế thì chỉ có độ khoảng 55 hay là dưới là mình không chạy nữa. Mình cũng muốn thay đổi công việc lắm, cũng không chạy xe đâu có phải là chạy hoài được. Dạ đúng rồi. Lớn tuổi rồi thì mình không chạy được nữa. Thứ nhất là đường xa, mà thứ hai thì mình cũng có dự tính, ví dụ như sau ít năm nữa mình không chạy thì mình cũng, nếu mà không có việc gì khác ổn định thì mình mua một chiếc xe chạy taxi gần gần đó, hoạt động đám cưới dịch vụ. Nó cũng là liên quan đến công việc lái xe, vì ảnh mười mấy năm nay ảnh chỉ có lái xe thôi, hiện tại là mới nghĩ như đó thôi. Còn em có cái hướng gì em khai phá, em khai sáng lên thì em hỗ trợ cho ảnh. Nếu mà có em có hướng gì hỗ trợ tốt thì anh ok. Lái xe là nghĩ cũng được, không sao hết. Dạ. Rồi cứ tiếp vậy đi, mình phải tìm hiểu cho nó thoải mái, thẳng thắn. Mà giờ em làm tóc thì em tốt nhất cũng sắm một chiếc xe bằng có taxi, mình chạy hoạt động dịch vụ của dâu luôn. À, cũng tốt mà. Công việc của anh hiện tại bây giờ không ít thì nhiều, anh có thể lo cho mẹ con em hay không? Thì mình đã thật sự với nhau rồi thì cái chuyện giúp đỡ với nhau là chuyện bình thường thôi, không có gì. Tài chánh hiện bây giờ là anh hay là mẹ anh để là, mà là người quản lý. Dạ. Tài chánh anh hiện giờ anh làm thì anh giữ với mẹ anh không biết gì. Nhưng mà đàn ông không có vợ thì anh có giữ được tiền không? Anh có quản lý được tiền, anh có vốn không? Có chứ. Anh có tích lũy để mình tích lũy phần riêng của mình chứ không làm chẳng lẽ mình làm đồng nào mình tiêu đồng nấy rồi sau này già lấy gì mà dưỡng, đúng không? Hôm nay thì đến tham gia chương trình thì cùng với hai bên, hai anh chị đây thì còn có chị gái của anh đi theo. Thì em xin mời chị vào đây, em muốn hỏi ý kiến của chị chút xíu nha. Được. Dạ em mời chị ạ. Dạ vào đây đi chị. Dạ dạ. Chào các cường. Dạ trời ơi chị mặc phúc hậu quá. Thế nãy giờ chị ngồi chị có nghe câu chuyện của hai anh chị này không ạ? À? Cũng có nghe mà hai em với bạn gái nói nhỏ quá. Nói nhỏ quá. Thì chị thấy cặp đôi hôm nay như thế nào? Theo chị nhìn, cái nhìn lần đầu thì thấy bạn gái dễ thương, hiền từ, dáng dấp đồ nói chung cũng giống như em của chị. Dạ. Thế em hỏi thiệt chị là thế trong gia đình mình là mình đang mong muốn điều gì cho anh đây? Thì em nó thì cũng một lần kết hôn rồi đổ vỡ. Thì giờ chị cũng muốn nửa đời còn lại, quãng đời còn lại em nó cũng tìm được chút hạnh phúc. Dạ. Cho nó có cái cuộc sống nửa đời còn lại chơi nó vui vẻ trong gia đình. Dạ. Thế anh chị có hay, chị ở nhà mình với mấy anh chị khác thì có hay đôn đốc ảnh hay là có hối thúc có thì cũng muốn cho em nó có chứ, có tìm được một chút vợ để cho nó vui hữu nghị bên nhau, tới tới em nó có sống con mình ơn cũng tội nghiệp. Thì thấy mọi thứ thì em thấy về cái tổng quan bên ngoài thì cũng ok, nhưng cái vấn đề đang khó khăn của hai anh chị ở đây là về cái khoảng cách hơi xa, và cái công việc của anh thì cũng đi suốt ngoài như vậy. Thì nhưng mà có vợ có con nó ổn định thì phụ nữ thường người ta cũng ngại, người ta không muốn chồng mình đi hoài với lại lái xe đường xa, thì nó cũng không, cũng có gì đâu. Vậy cái nghề tài xế bây giờ nó cũng khổ tâm rồi. Dạ. Chung là từng Bình Định vô thành phố rồi cái quay trở ra cũng có gì đâu. Dạ. Cũng có gì đáng ngại đâu. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha, rồi em sẽ cố gắng mai mối cho cặp đôi này. Cảm ơn chị. Đó là ý kiến của phía gia đình ha. Rồi bây giờ trong thời gian để anh chị suy nghĩ thêm thì mình chơi một trò chơi nho nhỏ ha, để anh chị hiểu nhau nhiều hơn. Mời chị bóc một lá trước, mời Trang bóc lá trước. Rồi mình đọc lớn yêu cầu trong đó đi ạ. Bạn hãy chọn
thực hiện một trong hai điều sau: thụt dầu 10 cái, xin phép hôn lên má đối phương. Anh nghe không ạ? Có hai trường hợp để anh làm. Thụt dầu cho chứng tỏ là sức khỏe tài xế đi. Tài xế ngồi hoài vậy kìa, ngồi yếu. Tài xế là anh suốt ngày là cứ ngồi trên ghế không à? Dạ, nó yếu chân lắm anh. Yếu lắm. Thích dầu 10 cái cho tôi thấy mình khỏe. À, thụt dầu đi anh. Mình cần kéo chân không? Trời, kéo chân hả? Ghê, tùy anh à. Muốn lựa dữ quá. Muốn lựa dữ quá. 1 2 Cái này chưa có kéo chân kia nè. 4 5 Giúp ảnh cho bá quyết nó lưu thông. 7 8 9 đỏ mặt rồi. 10 Máu tốt, máu ô hả anh? Máu ô. Máu ô hả? Rồi, cảm ơn, ngồi anh ạ. À. Được chưa em? Dạ, sức khỏe ổn định không? Khỏe. Khỏe ha. Rồi, mời anh. Bạn chú ý điểm gì về ngoại hình của đối phương trong lần gặp lần đầu tiên? Nói thiệt lòng nha. Thật lòng nha. Đừng dối lòng nha. Là em á. Bây giờ em hồi nãy người ta thuộc em, đọc em bốc người ta thuộc dầu rồi. Bây giờ người ta bốc là em, tên em đó. Nhìn ngoại hình của anh thì em thấy chuẩn, điềm đạm. À, thấy cũng chân thật. Em ấn tượng đó là em có xem nó vậy. Điểm nào đặc biệt nhất ở trong con người ảnh mà nó gây ấn tượng cho em nhất ở trong lần gặp đầu tiên? Sạch. Sạch. Trời, nhìn mà biết sạch luôn hả? Sạch. Nhưng mà biểu qua lại thấy bóng rồi. Ồ, bóng này rồi đậu vô là trời té luôn á. Cái sự mà phong độ đẹp trai trên thang điểm 10 thì em chấm ảnh mấy? Dạ, em chấm khoảng 8 hoặc 9. Trời ơi, em rộng tay quá. Rồi, chúc mừng em. Cảm ơn em đã có lời khen, cảm ơn em. Mời hai bạn, hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Chọn hay không chọn cũng là quyền của anh chị nha. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì anh chị bấm mạnh, nếu không đồng ý thì anh chị có quyền lấy tay ra. 1 Cái sự mà phong độ đẹp trai trên thang điểm 10 thì em chấm ảnh mấy? Dạ, em chấm khoảng 8 hoặc 9. Trời ơi, em rộng tay quá. Rồi, chúc mừng em. Cảm ơn em đã có lời khen, cảm ơn em. Nếu mà em có hướng gì hỗ trợ tốt thì anh ok. Lái xe là nghỉ cũng được, không sao hết. Dạ. 2 3 Hết thời gian. Sao anh bấm chậm vậy? Là mình hơi suy nghĩ chút gì. Ơi, còn sao Trang không bấm? Em thật sự em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Vì cái thứ nhất là anh ở xa. Với cái tìm hiểu thì nói thật sự em cũng không có tự gì công việc của anh. Mẹ con em cần là cần cái tình thương ấm áp. Vì em đã đổ vỡ vì cái không có tình thương ấm áp từ người chồng, người cha của con em. Và cái tình cảm mỗi khi mà em cần có một người đàn ông, em mệt mỏi và công việc của em cũng vậy nữa. Em cần có một người đàn ông ở bên cạnh em. Dù bất cứ đi đâu em cũng rất là mong muốn có đôi có cặp. Người anh hiểu được em đó. Em nói vậy anh hiểu cho em. Em không chê anh một gì hết, nhưng em nói như vậy anh hiểu. À, thật sự thì Tường cũng rất là tiếc, nhưng mà Tường rất là đồng cảm với cái suy nghĩ của Trang ấy. Với thời buổi công nghệ mà mình cũng có thể hỗ trợ, mình gọi điện, mình liên lạc. Thôi thì xin thay mặt cho chương trình, Tường cũng hy vọng rằng là hai anh chị cũng sẽ sớm tìm được một cái đối tượng nó phù hợp với mình về mọi thứ, về cái hoàn cảnh, để có thể cùng chia sẻ với anh chị trong cái cuộc sống. Thay mặt chương trình gửi tặng Trang món quà ha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. À, cảm ơn Trang đã đến với chương trình. Cho em xin ôm chị cái. Rồi, cảm ơn em. Rất là đồng cảm và thông cảm với những hoàn cảnh như thế này. Rồi, cảm ơn Cát Tường nha. Dạ. Xin cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, đồng hành, ủng hộ với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 trên kênh YouTube MCD Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.